VFF sẽ để huấn luyện viên Park Hang-seo trực tiếp làm việc với thủ môn Việt kiều Philip Nguyễn. Theo thông tin mới nhất, nhiều khả năng VFF sẽ để huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo gặp riêng và làm việc trực tiếp với thủ môn Philip Nguyễn khi anh này trở về Việt Nam. Nếu Philip Nguyễn có thể đáp ứng được những yêu cầu về chuyên môn của ông Park, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ hỗ trợ để thủ môn này nhanh chóng có được quốc tịch Việt Nam. Nếu Philip Nguyễn đủ điều kiện chơi cho đội tuyển Việt Nam thì cuộc cạnh tranh cho vị trí thủ môn hứa hẹn sẽ rất gắt gao. Chúng ta đang có thủ môn số 1 là Đặng Văn Lâm cùng rất nhiều cái tên chất lượng khác như Văn Công, Tuấn Mạnh, Thanh Thắng, Văn Toàn. Lợi thế của Philip Nguyễn chính là thể hình, cao 1m91, nặng 85kg và kinh nghiệm thi đấu ở môi trường bóng đá đỉnh cao ở châu Âu. Hiện nay nhiều cầu thủ Việt kiều đang thi đấu ở nước ngoài mong muốn trở lại cống hiến cho đội tuyển Việt Nam, và một trong số đó là thủ môn Philip Nguyễn. Thủ thành người Cộng hòa Séc gốc Việt Philip Nguyễn hiện đang chơi cho câu lạc bộ Slovan Liberec tại giải vô địch quốc gia Cộng hòa Séc. Chính phong độ xuất sắc và sự ổn định của Philip Nguyễn đã góp công rất lớn đến vị trí thứ 6 mà Slovan Liberec đang có được. Sau 29 vòng đấu, đội bóng này mới chỉ để lọt lưới 26 bàn, là đội bóng để lọt lưới ít thứ 2 tại giải, chỉ kém đội đang dẫn đầu Slavia Prague. Ở vòng 29 vừa qua, Philip Nguyễn còn được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu của giải vô địch quốc gia Cộng hòa Séc. Chơi xuất sắc ở Cộng hòa Séc, nhưng Philip Nguyễn vẫn luôn nhớ về quê hương Việt Nam. Đã không ít lần thủ thành này bày tỏ khát khao được trở về và cống hiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Theo chia sẻ từ chính Philip Nguyễn, tháng 6 tới, sau khi giải vô địch quốc gia Séc kết thúc, anh sẽ trở về Việt Nam để tìm kiếm những cơ hội mới. Về phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đại diện của VFF khẳng định chắc chắn sẽ không để lãng phí các tài năng Việt kiều muốn cống hiến cho quê hương. Sau đây là một số thông tin về thủ môn Philip Nguyễn. Trong thời gian gần đây, bóng đá Việt Nam xuất hiện một làn sóng các cầu thủ Việt kiều đang chơi bóng ở nước ngoài muốn trở về cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Nổi bật trong số đó chính là cái tên Philip Nguyễn. Anh là thủ môn người Cộng hòa Séc gốc Việt, hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Slovan Liberec, là sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí người gác đền ở Slovan Liberec. Philip Nguyễn đã duy trì được phong độ xuất sắc và sự ổn định kể từ đầu mùa. Chính màn trình diễn ấn tượng của Philip Nguyễn đã giúp câu lạc bộ Slovan Liberec có được vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Đáng nói hơn, sau 29 vòng đấu, đội bóng này mới chỉ để thủng lưới 26 bàn, là đội bóng để lọt lưới ít thứ 2 tại giải, chỉ kém đội đang dẫn đầu Slavia Prague. Mới đây, ở vòng đấu thứ 29, Slovan Liberec đã có chiến thắng kịch tính 3-2 trước Slovakia. Dù phải nhận hai bàn thua nhưng những pha cứu thua ấn tượng của Philip Nguyễn vẫn được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Anh thậm chí đã được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu của vòng đấu. Những tín hiệu đáng mừng từ phong độ cao của Philip Nguyễn đang củng cố thêm niềm tin cho thủ môn Việt kiều này trong việc được trở về cống hiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Theo chia sẻ của Philip Nguyễn, anh đang cố gắng xin được quốc tịch Việt Nam và đã lên kế hoạch để trở về Việt Nam trong tháng 6 tới khi giải vô địch quốc gia Cộng hòa Séc kết thúc. Anh cũng bày tỏ khát khao được trao cơ hội thi đấu trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Giống như một thủ môn Việt kiều khác của đội tuyển Việt Nam là Đặng Văn Lâm, Philip Nguyễn cũng có thể hình hoàn toàn vượt trội so với các đồng nghiệp ở Đông Nam Á và cả châu Á. Anh cao tới 1m91 và nặng 85kg. Không những thế, anh còn được đào tạo bài bản tại Học viện bóng đá ABC Branick Prague trước và đã được đôn lên đội 1 của Sparta Prague. Philip Nguyễn sau đó khoác áo một vài câu lạc bộ khác của Cộng hòa Séc trước khi chuyển tới chơi cho Slovan Liberec. Có thể nói, nếu được khai thác một cách triệt để, nguồn cầu thủ Việt kiều cũng sẽ là sự bổ sung sức mạnh đáng kể cho đội tuyển Việt Nam. Theo những thông tin từ VFF, trong thời gian tới, huấn luyện viên Park Hang-seo và các trợ lý của ông có thể sẽ sang tận châu Âu để theo dõi và đánh giá năng lực của những cầu thủ gốc Việt này trước khi đưa ra quyết định gọi họ về thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Chia sẻ với phóng viên của chúng tôi, Philip Nguyễn cho biết anh hy vọng màn trình diễn của mình có thể thuyết phục được một trong hai vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam hoặc đội tuyển Cộng hòa Séc. Sau trận đấu với Slavia Praha, nhiều phóng viên viết bài về tôi và họ mừng cho màn thể hiện của tôi. Một số người bạn cũng hay nhắc đến những thông tin này. Mỗi trận thi đấu tốt lại khiến tôi đến gần hơn với đội tuyển quốc gia. Tôi hy vọng có thể nhận được cuộc gọi của một trong hai đội tuyển Cộng hòa Séc hoặc Việt Nam. Tôi nghĩ là mình đang có cơ hội được gọi lên đội tuyển Cộng hòa Séc. Cơ hội được lên tuyển Cộng hòa Séc có khi còn cao hơn việc được đội tuyển Việt Nam triệu tập. Hiện tại, đợt tập trung gần nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ rơi vào khoảng thời gian trong tháng 5 tới, khi đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tham dự giải đấu giao hữu quan trọng King Cup diễn ra ở Thái Lan. Huấn luyện viên Park Hang-seo từng nói ông hoàn toàn ủng hộ việc gọi các cầu thủ Việt kiều về thi đấu cho đội tuyển quốc gia, miễn là họ có năng lực, khả năng giao tiếp và phù hợp với bóng đá Việt Nam. Chính vì thế, cơ hội được trở về phục vụ cho màu áo đội tuyển Việt Nam vẫn luôn rộng mở với Philip Nguyễn cũng như các cầu thủ gốc Việt khác đang chơi bóng ở nước ngoài. Trong một trận đấu gần đây của Slovan Liberec, thủ môn Philip Nguyễn đã chơi xuất sắc giúp đội nhà cầm hòa đối thủ Slavia Praha, đội bóng trải qua chuỗi 9 trận thắng liên tiếp. Ở trận này,
Slavia được thi đấu trên sân nhà và họ hướng đến chiến thắng thứ 10 khi đang chễm chệ trên ngôi đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên trong suốt 90 phút, các tiền đạo Praha gần như bất lực trước đôi tay của thủ thành Filip Nguyễn. Trong 10 cú sút đi trúng đích của đội chủ nhà, chỉ duy nhất một lần Borin đưa được bóng vào lưới. Nhờ sự xuất sắc của Filip Nguyễn mà các cầu thủ hàng công Slovan Liberec vững tin chờ đợi thời cơ. Họ chỉ sút duy nhất một lần nhưng pha dứt điểm ấy của Greuter đã mang về bàn gỡ hòa. Sau trận, Filip Nguyễn giành giải thưởng cầu thủ hay nhất trận. Tờ Idines của Cộng hòa Séc đã phải giật hàng tích trận đấu của riêng Filip Nguyễn. Anh ấy là thủ môn của vòng đấu này sau khi hạ gục Slavia Praha. Tiền đạo Jan Borin dành lời khen cho đối thủ, đôi tay của cậu ấy thực sự quá xuất sắc. Đồng quan điểm với cậu học trò, huấn luyện viên Pisowski dành lời có cánh cho thủ môn gốc Việt. Ông thốt lên, anh ấy thật sự tuyệt vời. Khi nghe những lời tán dương hướng về phía mình, Filip Nguyễn chỉ cười ngượng. Điều quan trọng là chúng tôi đã giành được một điểm. Dù có tôi hay không thì hàng thủ đã chơi một trận đấu tốt, nhưng đây cũng là một trong những trận đấu tốt nhất của tôi. Mới đây báo chí Thái Lan đang xôn xao việc huấn luyện viên Park Hang-seo có thể sử dụng cầu thủ Việt Kiều tại King Cup tới đây. Tờ Siam Sport của Thái Lan giật hàng tích về câu chuyện này của bóng đá Việt Nam. Việt Nam sẽ sử dụng vũ khí mới từ châu Âu để xâm chiếm King Cup. Trong bài viết, tờ báo nhận định, để chuẩn bị cho King Cup 2019 tổ chức tại Thái Lan, dự kiến các cầu thủ ở châu Âu sẽ được gọi triệu tập vào đội tuyển quốc gia Việt Nam. Họ sẽ là những người hỗ trợ cho mục tiêu tham dự World Cup 2022 của bóng đá Việt Nam. Nếu có thể tận dụng những tài năng này, người hâm mộ Việt Nam hoàn toàn có cơ hội nghĩ tới những mục tiêu cao hơn sau một năm thành công vừa qua của bóng đá Việt Nam. Thái Lan đã nhận định rất cao bóng đá Việt Nam. Sau đây là lý do đội tuyển Việt Nam chưa thể triệu tập thủ môn Filip Nguyễn vào thời điểm này. Huấn luyện viên Mai Đức Chung là người có rất nhiều mối quan hệ với các cầu thủ Việt Kiều. Ông cho chúng tôi biết, tôi đang cầm lý lịch thủ môn Filip Nguyễn. Vấn đề bây giờ là chưa làm thế nào để cậu ta có được quốc tịch. Tôi đã báo cáo việc này lên liên đoàn và anh phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn. VFF hiện chỉ hỗ trợ thôi, gia đình sẽ phải tự lo lấy chuyện quốc tịch. Cậu Nguyễn này cao hơn 1,9m. Thầy của cậu ấy đã huấn luyện Petr. Cậu ấy đang bắt rất hay ở Cộng hòa Séc mà chúng ta chưa làm gì được. Về kỹ năng thì phải nói thẳng, Nguyễn bắt được ở Séc mà về Việt Nam thì quá tốt. Tầm vóc cao, được đào tạo nước ngoài. Vị trí thủ môn như thế phải nói là không thể chê được. Nếu cậu ấy không tốt, đội bên kia làm sao cho vào đội hình chính được. Ở đây, người ta kiểm tra chuyên môn còn chặt chẽ hơn mình. Như vậy vấn đề nhập quốc tịch đang là trở ngại đối với Filip Nguyễn vào lúc này. Như vậy vấn đề của Liên đoàn bóng đá Việt Nam là lúc này phải nhanh chóng xác định chuyên môn của các cầu thủ Việt Kiều, nắm được tâm tư nguyện vọng của họ có muốn về nước cống hiến cho quê hương hay không. Đồng thời phải nhanh chóng tạo điều kiện hỗ trợ họ thật nhanh về mặt thủ tục pháp lý, nhập tịch để họ có thể về kịp thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Vì nếu để thời gian trôi qua, cầu thủ Việt Kiều như Filip Nguyễn mà được Cộng hòa Séc mời vào đội tuyển quốc gia của họ thì coi như chúng ta mất cơ hội. Bởi vì theo luật của FIFA, một người chỉ được phép thi đấu cho một đội tuyển quốc gia mà thôi. Biết được vấn đề đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thúc ông Park Hang-seo nhanh chóng tiếp cận thủ môn Filip Nguyễn để thuyết phục anh gia nhập đội tuyển quốc gia quê hương mình. Trên đây là bản tin về cầu thủ gốc Việt Filip Nguyễn của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hãy đăng ký kênh để nhận được bản tin tiếp theo của chúng tôi.